Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 học viết phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 3, đó chính là biểu đồ đoạn thẳng rồi đúng không nào? Và thầy đã làm cho em phần bài tập rồi. Nói chung thì học ở cái chương này thì thầy nghĩ nó cũng không có khó. Không có khó các em nha. Chúng ta chỉ cần chú ý vào cái biểu đồ và hệ thống câu hỏi là chúng ta thể giải quyết được. Thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 4, đó chính là biểu đồ hình quạt tròn. Thì biểu đồ hình quạt tròn này thực chất chúng ta cũng được học ở chương trình ở lớp dưới rồi chứ không phải là chưa học. Trước khi đi vào cái biểu đồ hình quạt tròn thì thầy giới thiệu sơ qua một xíu nha. Ví dụ như cái biểu đồ hình cột, ví dụ biểu đồ hình cột như này thì nó thường là có những biểu đồ hình cột có hình ảnh như này đúng không, hoặc là biểu đồ đoạn thẳng thì có những dấu chấm nói như này đó, hoặc là lên như này xuống này lên như này tùy. Còn biểu đồ hình quạt tròn á thì nó không có hai trục đứng và trục ngang mà nó sẽ biểu thị là một hình tròn. Và nhớ này, cái hình tròn này nó sẽ biểu thị luôn luôn là nó sẽ chiếm 100% cái tỷ lệ của nó. Các em hiểu nè, nghĩa là cộng tổng các tỷ lệ trong cái hình quạt tròn này nó luôn luôn chiếm là 100%. Nhớ như vậy. Ví dụ như nửa đường tròn, ví dụ nửa đường tròn thì là bao nhiêu? Là đây 50%, còn đây sẽ là 50%. Nhưng nếu như chúng ta chia làm tư và đều bằng nhau thì mỗi bên sẽ là 25%. Ta cứ hiểu như vậy. Các em hiểu không? 25%. Tùy theo số liệu để chúng ta biểu diễn cho nó chính xác. Đó, tùy theo số liệu để biểu diễn cho chính xác. Đấy, thì thầy nói sơ qua để chúng ta dễ hình dung. Đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái bài này. Thì về phần cách viết sách thì nó cũng giống như cái lộ trình của cái bài số 3, biểu đồ đoạn thẳng thôi, thì nó cũng gồm có hai phần các em nhá. Bây giờ thầy cũng sẽ đi giải quyết cho các em ở cái phần câu hỏi khởi động. Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu ước đạt 6,15 triệu tấn gạo, thu được là 3,07 tỷ đô la Mỹ. Nha, đô la Mỹ em nha. Biểu đồ hình quạt tròn ở hình 21 biểu diễn khối lượng xuất khẩu của mỗi loại gạo trong tổng số gạo xuất khẩu tính theo tỷ số phần trăm. Ở đây các em nhìn nè. Gạo thơm này chiếm này 26,8% này, gạo trắng này, gạo nếp này, gạo khác. Gạo khác ở đây thì có thể là lọc phượng hay là gạo gì gì đó mà người ta để chung ở trong đây là gọi là gạo khác ha. Thì ở đây người ta nói là khối lượng xuất khẩu ha, khối lượng xuất khẩu gạo trắng chiếm bao nhiêu phần trăm, chiếm bao nhiêu phần trăm. Như vậy gạo trắng ở đây, như vậy cái phần trăm nó là đây em này, như vậy nó sẽ chiếm ở đây là 45,2%. Ví dụ giáo viên có thể hỏi thêm là ví dụ gạo nếp là chiếm bao nhiêu phần trăm thì chúng ta trả lời là 9%, cứ như vậy. Các em hiểu không? Còn ví dụ giáo viên có thể hỏi câu như này nữa này, cao hơn nữa này. Bây giờ ở đây người ta cho tham Việt Nam xuất khẩu ước đạt là 6,15 triệu tấn gạo. Như vậy tổng khối lượng của chúng ta, tổng khối lượng ta đã có này, thành phần phần trăm của từng loại gạo đã có. Bây giờ thầy sẽ hỏi thêm câu này. Thầy hỏi là khối lượng, cái khối lượng của gạo trắng là bao nhiêu? Khối lượng của gạo trắng là bằng bao nhiêu? Thì khi đó chúng ta phải tính như thế nào? Ví dụ thầy yêu cầu tính khối lượng gạo trắng. Ở đây biết tổng, tổng cái khối lượng của cả cái hình tròn này, nghĩa tất cả loại gạo là 6,15 triệu tấn, mà trong đó gạo trắng chiếm 45,2%. Trong tổng số này thì chúng ta sẽ lấy cái gì? 6,15 nhân cho 45,2% thì ra được khối lượng gạo trắng. Thì tương tự các loại gạo khác mà nếu giáo viên hỏi các em khối lượng thì các em cũng phải biết mà tính. Đây là tổng này, tổng này nhân với phần trăm của gạo trắng thì ra được khối lượng gạo trắng đúng không? Như vậy ở đây chúng ta lấy là 6,15 nhân 45,2%. Cái phần trăm ký hiệu là chỗ này này. Để lấy cái phần trăm này ra thì chúng ta bấm shift máy tính, trên máy tính này các em này, bấm shift an này, các em thấy không? Nó ra phần trăm này, bấm bằng này thì nó ra được, nếu mà khối lượng của nó là 2,7798 triệu tấn, đơn vị đây là triệu tấn. Nếu mà gạo trắng không á, nghĩa là ở đây là 6,15 triệu tấn là chung cho tất loại gạo, tất cả loại gạo thì trong đó gạo trắng là nó chiếm là 2,7798 triệu tấn. Hiểu chưa? Dù như giáo viên yêu cầu các em tính gạo thơm thì lấy phần trăm này nhân cho tổng số này thì ra khối lượng gạo thơm tương tự như vậy. Hiểu chưa? À, thì trên một cái đề bài người ta có quyền yêu cầu hỏi xuôi rồi hỏi ngược, nhưng mà
Sài Gòn ở trong đó thì đường nào cũng phải dựa vào cái biểu đồ để chúng ta làm thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở câu số 1 nha. À, thầy nói phần 1 La Mã chứ. Ta đi sang phần 1 La Mã các em. Người ta hỏi các em là biểu đồ hình quạt tròn. Biểu đồ hình quạt tròn là như thế nào đây? Thì thầy giới thiệu sơ qua rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang hoạt động 1 này. Biểu đồ hình quạt tròn ở hình 22 biểu diễn kết quả phân loại học tập tính theo tỷ số phần trăm của 200 học sinh. Nhớ đây tổng số này. Tổng số đây là 200 học sinh nha. Khối 7 ở một trường trung học cơ sở. Câu A có bao nhiêu phần trăm học sinh ở mức tốt? Các em nhìn giùm thầy ở trên đây này. Mức tốt là biểu thị màu xanh là tốt nè, thằng này là tốt nè. Khá là thằng này. Đạt là thằng này. Thầy ghi trong đây để em thấy này. Đúng không? Như vậy tốt này, tốt là sẽ là 22,5. Khá là 60% và đạt là 17,5%. Chúng ta có quyền trả lời vô. Được chưa? Tổng 3 tỷ số phần trăm ghi ở 3 hình quạt tròn bằng bao nhiêu? Thì sẽ bằng bao nhiêu? Thì em sẽ lấy là gì? 22,5 cộng cho 60. Ở đây phần trăm này cộng ở đây cho 17,5 thì chắc chắn 100% là sẽ bằng 100. Đúng không? Không tin thì chúng ta bấm nhá. 22,5 cộng 60 cộng 17,5. Thấy chưa? Câu hỏi ba số liệu này cộng lại là bằng 100% không? Đúng không? Nó sẽ bằng là 100%. Xong. Đó. Giải quyết cái hoạt động 1 cho các em rồi đó. Được chưa? Thì khi đó chúng ta sẽ có phần nhận xét, chúng ta cũng có cái đối tượng thống kê, số liệu thống kê. Như vậy thì phần này chúng ta sẽ ghi giùm thầy ở chỗ đây vô để học. Ghi giùm thầy chỗ này vào để học nha, ghi vô cái này này. Đối tượng thống kê được biểu diễn bằng các hình quạt tròn. Đây, các hình quạt tròn là đây, một hình quạt này, một hình quạt này. Trong đây có mấy hình quạt tròn? 1 2 3 hình quạt tròn. Đấy, hình quạt tròn đấy. Cái này là biểu đồ hình tròn, nhưng trong đây nó sẽ chia thành các hình quạt tròn nhỏ theo các cái tỷ lệ. Em hiểu chưa? Số liệu thống kê tổng nghĩa là tất cả các hình quạt tròn khi cộng lại chúng ta chia sao chia, nhưng mà cộng lại nó phải bằng bao nhiêu? Nó phải bằng là 100%. Chúng ta như vậy được chưa nào? Chẳng hạn đối với biểu đồ này thì cái này thầy đã làm thế nào? Đối tượng và tiêu chí thống kê này, kết quả phân loại và được biểu diễn bằng mấy hình quạt tròn? Ba hình quạt tròn thầy đã nói rồi đó. Số liệu rồi, cái phần này các em xem nhé, cộng lại này 100%, đúng không? Ta sẽ đi sang ở phần ví dụ 1. Những phần này nó dễ nên thầy sẽ đi nhanh. Phần nào khó thầy sẽ đi chậm. Trong môn thể thao ưa thích bóng đá hay gì đó của tổng tổng của chúng ta là mấy phần? Mấy học sinh này, nhớ cái tổng này. 300 học sinh. Có bao nhiêu phần trăm chọn môn thể thao ưa thích nhất là bóng đá? Đây, bóng đá đó, đây 40%. Đúng không? Bóng đá là 40% này. Cầu lông này, để nó có số liệu rồi, đọc lên thôi. Số học sinh chọn môn cầu lông và bóng bàn chiếm bao nhiêu phần trăm? Số học sinh chọn môn cầu lông. Đây, cầu lông, bóng bàn. Là lấy hai này cộng lại là lấy 25%, cộng 15% là bằng 40%. Là thằng cầu lông hay bóng bàn này. Số học sinh chọn bóng đá gấp bao nhiêu lần số học sinh chọn bóng chuyền? Bóng đá này 40 này, bóng chuyền này gấp 2 lần. Đây. Có phải người ta cộng lại là bằng 40 này, đây gấp 2 lần này. Các em lấy 40% chia 20% thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ gấp 2 lần. Dễ lắm em. Nghĩa là chúng ta chỉ việc dựa vào ở trong cái biểu đồ là sau đó trong các câu hỏi người ta đưa ra là chúng ta sẽ làm được thôi nha. Không có gì khó cả. Ví dụ 2. Các thành phần của một chai nước ép hoa quả tính theo tỷ số phần trăm như sau: việt quất này, táo này, mật ong này. Trong các hình này ta thể biểu diễn số liệu nào để mà hợp lý với cái thằng này? Ở đây là 60 đúng không? 60, hàng này cộng lại là 40. Nếu như ở đây là không hợp lý, nếu chỗ này là 50 này. 50% này. Không thể chính xác được. Đúng không? Tại vì trong đây nó chả có thằng nào 50 cả. Các em hiểu không? Đấy. Còn ví dụ chia theo cái tỷ lệ này là cũng không phù hợp rồi. Nhìn là chỉ như vậy, chỉ có hình B với hình C thôi.
phần B với phần C thôi. Tại vì khi mà chúng ta chia như này gần như đều nhau là 25% đều. Đúng, 25 cho đây 25% đi. Đúng chưa? 25%. 25%. 25% thì hình A với hình D này là loại này, chỉ có thể hình B hoặc là hình C. Mà trong khi đó thì anh thấy hình B thì hai thằng này bằng nhau. Thằng này bị với thằng này bằng nhau. Mà trong đây đâu có thằng nào tỷ lệ bằng nhau đâu, chứng tỏ loại hình B luôn, thì chứng tỏ chọn hình C này. Thằng này sẽ là 60% này. Thằng này 30% này và thằng này sẽ là gì? 10% này, rất là hợp lý. Thấy chưa? Ok. Nên là chúng ta phải, phải đọc kỹ và xem cái tỷ lệ người ta chia ra nó phù hợp hay không. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang ở trang 22 game. Rồi chúng ta sẽ đi sang hoạt động 2 game. Nêu một số dạng biểu diễn của một tập dữ liệu. Một số dạng biểu diễn tập dữ liệu thì trong đó ví dụ như là hình gì? Biểu đồ hình quạt tròn, biểu đồ hình cột, biểu đồ hình cột kép, biểu đồ đoạn thẳng. Nha, thì chúng ta nêu ra. Hoặc là các cái dữ liệu đó có thể lập bằng bảng, bảng dữ liệu. Có thể ở đây là biểu đồ này, trong đó biểu đồ là đây có thể là quạt tròn, cột, đoạn thẳng, vân vân, hay là bằng bằng bảng, dữ liệu. Thì chứ này thì ở đây chúng ta sẽ có một ví dụ này, ví dụ 3 này, cái này chúng ta tự động nha, chọn quả yêu thích của nhớ tổng số, cái hình này là 360 học sinh, thì trong đó cái tỷ lệ mà chọn các loại quả này là theo tỷ lệ này, lập bảng số liệu táo, tỷ lệ học sinh tính theo tỷ lệ phần trăm táo. Táo thì ở đây là 20% này, 20% thì em ghi 20% cho đây, chuối, đây ghi vô, hiểu chưa? Lập bảng số liệu thống kê số học sinh yêu thích mỗi loại quả theo mẫu sau. Táo thì bây giờ này để tính táo đúng không, thì em thấy này tổng số của người ta là 360 học sinh trên tổng số một chiếm là 100%, nghĩa là cả cái vòng tròn này là chiếm là 360 học sinh, thì trong đó táo ấy, là chiếm 20%, trong 360 học sinh này thì có 20% thích loại, chọn loại táo. Như vậy táo thì ở đây sẽ là bằng là 360, là chúng ta lấy tổng này, theo công thức chúng ta chỉ lấy tổng số học sinh này nhân cho cái thành phần phần trăm, cái tỷ lệ phần trăm của học sinh chọn táo là bằng bao nhiêu thì chúng ta nhân ra. Thì ở đây em sẽ lấy là gì, 360 nhân cho 20% bằng 72 học sinh, 72 học sinh cứ như vậy. Hay là bây giờ thầy có thể tính chuối cũng tương tự như vậy, các em sẽ lấy 360 các em nhân cho 15% học sinh chọn chuối thì nó sẽ ra, em hiểu không? 360 nhân cho 15% 54 đấy, cứ thế mà các em tính ra. Rồi thầy tính một cái nữa nha, ví dụ thầy tính dưa hấu đi, cũng sẽ bằng 30 360 nhân cho 30% thì sẽ bằng 108. Em hiểu không? Đó. Thì xem thử người ta giải nó có đúng như thầy hay không nha. Đây. Ok. Hiểu chưa? Trên cái biểu đồ hình hình quạt tròn thì thường người ta hỏi thứ nhất là tỷ lệ phần trăm, thứ hai là người ta cho tổng số, sau đó người ta yêu cầu tính cái thành phần. Tính thành phần thì em cứ việc lấy tổng số nhân ra tỷ lệ phần trăm thì ra được cái từng thành phần này, số lượng từng từng thành phần đấy, theo công thức rất là dễ luôn, hiểu chưa? Nhưng mà hiểu thì dễ mà không hiểu thì nó khó, trong đầu mình phải hình dung ra được. Giống như là một cái quả cam em, thì quả cam coi như là 100% thì trong đó chúng ta sẽ chia thành dụng mấy phần đó, thì mỗi cái tép ở trong đó thì nó cái số lượng là bao nhiêu ha? Ta hình dung như vậy dễ. Phần nhận xét này các em đọc nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2, đó chính là phân tích và xử lý dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn. Thì cái này chúng ta cũng dựa vào cái phần
biểu đồ, rồi phân tích xử lý để mà tìm ra những thông tin hữu ích hoặc là rút ra kết luận gì đó, là tùy theo đề người ta yêu cầu. Ta đi sang ví dụ 4 em nha. Trong ví dụ 4 em, chúng ta đi sang ví dụ 4. Biểu đồ hình mặt tròn biểu diễn cơ cấu tiêu dùng năng lượng các dạng năng lượng toàn cầu năm 2019 ha. Trong đây thì cái dạng năng lượng ví dụ như màu xanh này là khí này, than này, năng lượng hạt nhân, thủy điện, năng lượng tái tạo, dầu, vâng, có trong này có phần trăm hết này. Năng lượng tái tạo tiêu dùng chiếm bao nhiêu phần trăm? Năng lượng tái tạo, đây, năng lượng tái tạo màu tím này, chứng tỏ ở đây sẽ chiếm là 5% này, đấy, đúng không? Chiếm 5%. Năng lượng hóa thạch bao gồm than này, than là thằng nào đâu? Than là đây, than này. Rồi dầu nè. Dầu là cái màu xanh này, dầu đây. Rồi khí, khí là đây. Lấy ba này cộng lại. Lấy ba này cộng lại là ra được phần trăm của nó. 1 2 3. Cộng lại là ra được câu B này, là cái em sẽ lấy là 27,0 là phần trăm này, cộng cho 33,1% này và cộng cho 24,2% là bằng. Năng lượng hóa thạch tiêu dùng, năng lượng hóa thạch tiêu dùng là cái phần mà chúng ta vừa mới tính ra đây này, gấp khoảng bao nhiêu lần so với năng lượng tái tạo tiêu dùng? Năng lượng tái tạo tiêu dùng là đây là 5%, thì chúng ta tính cái thằng này ra, bấm ra luôn, 27 cộng 33,1 là đây là 84,3, đúng không? 84,3%, nó gấp bao nhiêu lần thì em chia cho 5 phần, chia cho 5 ra. Gấp khoảng là 17 lần. 17 lần. Là em lấy số liệu này, 84,3% em chia cho 5% ra thì gấp khoảng tầm là 17 lần. Hãy nêu hậu quả xấu trong môi trường do việc cái này, thì chúng ta có thể lên Google search, chúng ta liên hệ thực tiễn để chúng ta trả lời. Đây. Đây, có phải như vậy, đây 5% này, đây, 17 này, ha. Rồi. Nó dễ lắm em. Dễ, không khó, thầy nói cái phần nào khó, thầy nói khó, cái phần nào nó dễ. Cứ theo yêu cầu trên cái bảng đấy là có số liệu để mà làm thôi. Nè. Ta đi sang ở cái ví dụ 5. Biểu diễn các thành phần dinh dưỡng có trong một loại thực phẩm tính theo kiểu tính giá trị của x. Tính giá trị của x thì ở đây chúng ta thấy nè, chúng ta lấy mác này cộng lại và bằng 100% là chúng ta sẽ tính được x. Nguyên tắc tính x á là gì nè, chúng ta sẽ cộng tất cả những thằng này lại và bằng 100% thì ra được x. Các em hiểu không? Lấy này cộng này cộng này và cộng này và bằng 100% thì các em sẽ tính ra được x. Vậy thôi. Tính tỷ số phần trăm của lượng mỗi thành dinh dưỡng so với tổng các chất dinh dưỡng có trong loại thực phẩm trên. Sau khi có x rồi, chúng ta thế ngược trở lại và chúng ta tính ra nha. Giả sử loại thực phẩm trên chứa 120g chất đường bột. Chất đường bột là cái thằng này là bao nhiêu? Đây. Như vậy 120g chất đường bột mà ở đây nó chỉ chiếm có 40%. Để tính tổng đó, tính tổng thì chúng ta phải nhân ngược trở lại nha. Nếu như mà tính thành phần á, tính thành phần thì chúng ta sẽ lấy cái tổng đó nhân cho tỷ lệ phần trăm. Nhưng ở đây người ta lại cho tỷ lệ phần trăm và thành phần đây, và người ta yêu cầu chúng ta sẽ tính tổng. Thì chúng ta phải làm như thế nào? Thì chúng ta phải tính ngược em nha. Ta phải tính ngược. Nghĩa là gì? Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ tính ra 1%, 1% của chất đường bột bằng cách lấy 120 này chia cho 40. Chia cho 40 thì nó sẽ ra là 3g, trong chiếm trong 1% này chính sẽ là 3g. Sau đó chúng ta sẽ tính những cái câu hỏi ngược này mới là câu khó nhất. Câu C này nè. Câu C này mới là câu khó nhất nè. Câu khó này. Cái này gọi là tính theo chiều ngược. Ta hình dung như thế này. Ta hình dung như thế này nha. Nếu như người ta cho cái tổng này, ví dụ như là cho nó là x gam,
Ở đây chúng ta sẽ tính cái thành phần khối lượng của A phần trăm đi. Đây là chiều chiều thuận này, chiều thuận này, ta hiểu như này này, chiều thuận. Để tính khối lượng của A thì nó sẽ bằng là tổng khối lượng ở đây là x nhân cho A phần trăm. Thì đây chính là chiều thuận thì nãy giờ chúng ta được được học rồi. Bây giờ là chiều nghịch. Chiều nghịch. Chiều nghịch là gì? Bây giờ người ta cũng cho vòng tròn này nha, cho vòng tròn này, nhưng mà người ta không cho x. Người ta không cho x tổng khối lượng ở đây, mà người ta lại cho A ở đây, cho A phần trăm. Và khối lượng của A tương ứng ở đây là M nhỏ A. Người ta yêu cầu các em tính cái khối lượng của tổng ở đây là x, hoặc là tính khối lượng của các thành phần. Các thành phần, các thành phần của ví dụ như là ở đây là người ta yêu cầu tính B hay là tính C đó, thì chúng ta làm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ tính ra 1%, 1%, 1% của cái vòng tròn này. Thì nó sẽ bằng là gì các em? Nó sẽ bằng là khối lượng của A, các em sẽ chia cho phần trăm của A. Được chưa? Nó chiếm 1% á. 1% này. Cái này là 1% các em nhé. Ok. Đấy. Hiểu chưa? Ta phải nhớ cái cách làm. Cái chiều nghịch này mới là chiều khó này, chứ không chiều thuận này là dễ. Chiều này thì dễ. Ta hết sức lưu ý nha. Đây, xem người ta giải này. Câu C quan trọng, câu C thôi. Còn câu A hồi nãy là cộng lại này, cộng lại bằng trăm là nghĩa là sau đó chúng ta sẽ tính ra. Ok. Rồi, sau khi chúng ta tính ra được ở đây 1% chiếm 3 gram thì máy anh kia có phần trăm rồi thì cứ thế mà các em nhân lên thôi nha. Trong clip sau thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài tập. Trong đây nó cho 3 bài em, 3 bài. Người ta hỏi cái gì thì chúng ta sẽ trả lời cái đó. Và thầy nghĩ sách giáo khoa thì chắc có lẽ chúng ta đã có hết rồi, đúng không? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ quay tiếp cho các em phần bài tập, 3 bài tập này. Và thầy đề nghị chúng ta nên làm trước, chứ đừng là xem clip của thầy trước. Em nha, bye bye các em. Ok, chúc em học tốt nha.